Chuyển động 360 kính chào quý vị, tôi là biên tập viên Hồng Hạnh, người sẽ cùng đồng hành và đưa đến cho quý vị những thông tin mới nhất. Và ngay sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật. Viện Địa chất Peru cho biết, tâm chấn động đất cách thị trấn Santa Maria de Nieva của tỉnh Condorcanqui gần 100 km về phía đông và ở độ sâu 130 km. Rung lắc do động đất có thể cảm nhận được ở thủ đô Lima, các khu vực miền Trung và Bắc Peru, cùng phần lớn các tỉnh tại nước láng giềng Ecuador. Một số ngôi nhà gần tâm chấn của trận động đất cũng bị ảnh hưởng, trong đó 3 người bị thương nhẹ. Nhiều địa điểm đã bị cắt điện và đường xá bị hư hại. Đường ống dẫn dầu dài 1.100 km của công ty dầu khí quốc gia Peru chạy qua khu vực Amazon đến bờ biển Thái Bình Dương không bị hư hại sau động đất. Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước đó, một trận động đất có cường độ 5,2 cũng đã xảy ra tại thủ đô Lima với tâm chấn nằm ở khu vực phía tây cảng Callao, song không gây thương vong. Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chất phức tạp, Peru mỗi năm phải hứng chịu ít nhất 400 trận động đất lớn nhỏ. Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha cho biết, mức cảnh báo cao nhất do tuyết rơi dày đã được đưa ra tại xứ Basque, cũng như khu vực Navarra và Cantabria. Gần 140 tuyến đường tại miền Bắc nước này bị ảnh hưởng do đợt không khí lạnh tràn về trong ngày hôm qua 28 tháng 11, trong đó một số tuyến đã phải đóng cửa tạm thời. Tình trạng tắc nghẽn kéo dài ít nhất 15 giờ cũng được ghi nhận tại tuyến đường cao tốc A1 nối từ thành phố Vitoria tới Pamplona. Trước đó, Bộ trưởng Vận tải Tây Ban Nha cho biết nước này hiện đã chuẩn bị gần 850 xe dọn tuyết cùng hàng trăm nghìn tấn natri clorua và muối biển để đối phó với tình trạng tuyết rơi dày gây cản trở giao thông tại các tuyến đường bộ và cao tốc. Trong bối cảnh thêm nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận ca mắc biến thể Omicron, nhiều nhà khoa học và chuyên gia y tế đã kêu gọi cần nghiên cứu sâu rộng hơn về biến thể đáng quan ngại này, cũng như tác dụng của những loại vaccine hiện nay với Omicron. Một trong những bác sĩ đầu tiên phát hiện biến thể mới là Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi Angelique Cotterzet dẫn số liệu cho thấy số ca mắc biến thể Omicron hiện chiếm khoảng 9% trong tổng số bệnh nhân COVID-19 được ghi nhận tại quốc gia châu Phi trong ngày 27 tháng 11. Dù tỷ lệ này cao hơn dự đoán, song đa phần bệnh nhân đều chỉ xuất hiện triệu chứng trung bình và có thể được điều trị tại nhà. Theo bác sĩ Cotterze, số ca mắc biến thể mới chỉ đang tăng đột biến và xét trên phương diện y khoa, sự quan ngại thái quá hiện nay là vô lý. Ngoài ra, khả năng né tránh kháng thể từ vaccine ngừa COVID-19 của Omicron cũng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Cùng quan điểm, Giám đốc Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ cho rằng phương hướng ứng phó của Omicron trong tương lai sẽ phụ thuộc vào kết quả nghiên cứu và dữ liệu liên quan tới hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19. Trong thông báo mới nhất, hãng dược phẩm Moderna cho biết cần vài tuần để đánh giá tác dụng của các loại vaccine hiện hành với Omicron. Trong trường hợp cần vaccine riêng cho biến thể mới, chế phẩm này có thể sẵn sàng vào đầu năm sau. Các quan chức Liên minh châu Âu hôm 26 tháng 11 đã họp khẩn và nhất trí hối thúc toàn bộ 27 nước thành viên hạn chế hoạt động di chuyển từ châu Phi vì biến chủng Omicron. Mỹ và Canada cũng siết chặt hạn chế đi lại từ khu vực, trong khi Nhật Bản thông báo yêu cầu cách ly 10 ngày đối với những người đến từ phía Nam châu Phi. Những phản ứng nhanh chóng trên toàn cầu cho thấy nhiều nước thà chọn cách tiếp cận thái quá theo cách gọi của WHO thay vì ngồi chờ mối đe dọa xuất hiện. Đây là phiên bản virus đột biến nguy hiểm nhất mà chúng tôi từng thấy. Chúng tôi cho rằng biến thể này có khả năng tránh được phản ứng miễn dịch của cơ thể người tốt hơn so với các biến thể trước. Không ai biết Omicron có nguồn gốc từ đâu, nhưng dữ liệu đầu tiên mà các nhà khoa học Nam Phi công bố cho thấy số lượng đột biến khủng trên protein gai dùng để xâm nhập tế bào con người, nguy cơ kháng vaccine là mối đe dọa lớn nhất. Tôi thực sự rất lo sợ biến chủng này nguy hiểm hơn bất cứ biến chủng nào trước đây. Đây thực sự là một cơn ác mộng đối với tất cả chúng ta. Tôi đã phải đi tiêm chủng ngay, đó là điều đầu tiên tôi có thể làm. Tính đến ngày hôm qua 28 tháng 11, Omicron đã được xác nhận ở nhiều nước châu Âu như Bỉ, Đức và Anh và đã lan sang những nơi khác như Israel, Australia và Hồng Kông, Trung Quốc. Mối lo hiện nay là vaccine có hiệu quả với Omicron hay không? Các chuyên gia nhận định, biến thể mới không hoàn toàn phá hết lớp phòng vệ vaccine trong cơ thể. Hiện tại, đa số trường hợp nhập viện ở Nam Phi là người chưa tiêm vaccine. Thế nhưng, với hơn 53% dân số thế giới đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và thêm khoảng 30 triệu liều được tiêm mỗi ngày, bước đi tiếp theo của virus sẽ tinh vi hơn. Biến chủng này xuất hiện, rồi sẽ còn những biến chủng khác nữa. Vậy nên, hãy tiêm phòng đầy đủ và cố gắng tiêm nhắc lại. Các chuyên gia dịch tễ của Đại học Harvard dự báo hậu quả của Omicron có thể sẽ nghiêm trọng hơn ở một số nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp,
nhưng nghiêm trọng đến mức nào còn phải chờ xem. Còn theo nhà dịch tễ học hàng đầu Nam Phi, Salim Abdul Karim, chắc chắn Omicron không phải là biến thể virus cuối cùng chúng ta thấy, nhưng đây là lúc thế giới phải cùng nhau tìm ra giải pháp cho biến thể này. Và quan trọng là không phản ứng thái quá. Hôm qua đã có thêm nhiều ca biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 được ghi nhận trên thế giới, khiến một số nước phải gia tăng các biện pháp thắt chặt hạn chế đi lại với một số nước châu Phi. Tại châu Âu, Italy, Đan Mạch, Hà Lan, Đức và Áo đã ghi nhận nhiều ca mắc biến thể mới Omicron, buộc giới chức phải tiến hành cách ly khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần. Bộ trưởng Y tế Pháp cùng ngày nhận định nhiều khả năng biến thể mới đã lây lan tại nước này, khẳng định chính phủ sẽ thắt chặt các biện pháp hạn chế để ngăn chặn. Hiện Bộ Y tế Pháp khuyến cáo cần cách ly ngay các trường hợp tiếp xúc với các ca nghi nhiễm hoặc mắc biến thể Omicron, ngay cả người đã tiêm chủng đầy đủ. Biến thể Omicron được cho là độc hại hơn các biến thể khác, dù giới y tế hiện chưa rõ liệu biến thể này có gây các triệu chứng nặng hay nhẹ hơn hay không. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cùng ngày cho biết cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ các biến chứng của Omicron, khẳng định EU cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa để hạn chế tác động của biến thể mới. Chủ tịch EC cũng cho biết hãng dược Pfizer-BioNTech có thể cung cấp vaccine ngừa Omicron trong vòng 100 ngày. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thời sự 360 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.